Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Thiện Family và hôm nay em xin chia sẻ đến với cả nhà cách làm thịt heo cream thơm rất là đậm đà và thơm ngon. Ở một số nơi còn gọi là thơm là khóm. Và cách làm này thì nó khác hơn thường ngày một chút xíu nhưng mà ăn thì rất là ngon luôn, rất là hao cơm. Và để biết cách làm như thế nào thì bây giờ mời cả nhà cùng vào bếp làm với em nhé. Đầu tiên thì mình sẽ chuẩn bị 400 g thịt heo. Thịt heo thì mình dùng thịt heo ba chỉ hoặc là thịt đùi, nhưng mà thịt ba chỉ thì sẽ ngon hơn. Và nửa quả thơm. Thơm thì mình sẽ cắt giống như trong hình, còn thịt ba chỉ thì mình cắt khoảng tầm bằng ngón tay cái, dày dày bằng ngón tay thôi. Và mình cho vào thịt heo hai phần muỗng canh bột nêm và hai muỗng canh nước mắm và mình cho một chút xíu đường màu vào còn nếu như mà không có đường thắng màu như vậy thì mình có thể từ thắng đường hoặc là không cần bỏ đường màu này cũng được không có sao hết sau đó thì mình sẽ trộn đều lên và tiếp theo thì mình sẽ cho thêm hai muỗng canh tương ớt và mình rắc một ít tiêu vào tiêu thì mình bỏ khoảng tầm 1 phần 3 muỗng cà phê tiêu. Mình cho thêm một củ tỏi băm nhuyễn nữa và sau đó thì mình sẽ ướp thịt trong vòng 15 phút cho nó thịt nó được thấm. Khi thịt ướp được 15 phút rồi thì mình sẽ cho chảo lên bếp, sau đó mình cho 3 muỗng canh dầu ăn vào và mình cho thêm một củ hành tím vào mình phi cho nó thơm khi hành tím thơm rồi thì mình sẽ cho một chút xíu bột điều. Và nếu như mà có sẵn dầu điều thì mình cho trực tiếp vào ba muỗng canh dầu điều luôn. Và không có thì thôi cũng không sao hết, mình chỉ cho uh, dầu bình thường cũng được. Và mình uh, cho thịt vào, mình đảo điều. Và mình uh, rim thịt cho khi nào thịt nó săn lại khi thịt nó đã săn lại rồi thì mình sẽ cho thêm vào nửa chén uh, nước lọc và mình uh, tiếp tục rim mình cho thêm uh, một muỗng canh đường và mình rim đến khi nào mà thấy uh, sốt nó sệt sệt là mình uh, cho thơm vào và mình đảo đều khi mà mình rim thì mình nhớ để lửa à, vừa vừa nhỏ nhỏ thôi nha cả nhà để cho thịt nó được thấm và mình à, tiếp tục à, rim thơm và thịt như vậy ở lửa nhỏ nhất à, để cho thịt và thơm nó được à, thấm đều và sau đó thì mình sẽ cho vào thêm hai trái ớt nữa nếu như mà ăn cay nhiều thì mình sẽ cho nhiều ớt và ít ăn cay thì mình sẽ cho một trái ớt thôi và mình rim đến khi nào mà thấy nước sốt nó xịt với nồi luôn là được và như vậy là em đã chia sẻ xong món thịt heo rim thơm rồi rất là đơn giản dễ làm đúng không ạ nhưng mà rất là đậm đà và ngon à, cái gia vị thì nó hơi khác một chút xíu thôi nhưng mà làm cho cái món ăn của mình rất là ngon và nếu như mà cả nhà thấy chia sẻ của em hay thì cả nhà nhớ like và ấn đăng ký kênh để xem và theo dõi những cái video tiếp theo của em nhé cảm ơn cả nhà đã theo dõi hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo